Rồi, chào mọi người. Hôm nay shop lại lên tiếp cho mọi người một lô cần. Thì đây là một cái lô cần lô chuyên về câu lô nhé. Thì có những cây cần của Shimano, cần Triad 5 khúc nè, Myarap, Ban, Abu và vài cây thanh lý nằm ở đây. Rồi, đi shop vô cụ thể từng cây cho mọi người xem. Shop bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗ không biết shop lên đó, thì anh em cứ gọi cho shop nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Cây thứ nhất tham khảo. Thì cái thứ nhất lên cho mọi người là một cái symbol ship gì nè, một cây cần lua đây. Một cây cần lua thì cây này không biết của hãng nào luôn, thì cái này lấy được thị trường Nhật về nha mọi người. Phen của nó là phen thường nhá, phen thường lỗi ship nhá, lỗi ship nhưng mà xứ cái xứ ship nhưng mà cái phen này phen thường nha mọi người. Đây, cần lua dài là 1m98 nha, dài 1m98. Cần thì tổng thể nhìn con rất là đẹp này, khá là ưng. Đó. Phôi là phôi carbon nhá, phôi carbon. Phen đây. Bu này bu trong sẵn nhá, bu trong sẵn. Thì cây này sau đầu cứng thì nó sẽ ra tầm khoảng ML thôi nha mọi người, ra tầm khoảng ML thôi. Nó lua từ 5 đến 14 gram, lai từ 5 đến 12 lb, dài 1m98, nặng là 100 gram, đọt 1 ly 7. Thì cái này anh em có thể về câu nhái hơi, mồi giả, con lóc, con chẽm nhé. Rất ok, một cái cần lua khá là đẹp. Đó. Rồi, giả công khai cây số 1, giả là 600 nha người, 600k cộng ship cây số 1. Tiếp theo sẽ là cây số 2. Cây số 2 lên cho mọi người một cây cần của Shimano Zodiac. Đây, cây này nó còn túi nha, túi zin đi theo cần luôn. Thì đây là một cây cần Shimano Zodiac 5 khúc đời 2021 luôn này, đời 2021. Đời mới nhất luôn. Đó. Cần phôi là phôi carbon sáng nhất nha. Cảng là cảng mono carbon. Đó. Lọc cảng là cảng đúng rồi, mono wear. Đó. Cây này mà mấy anh em về mà dạng đi câu đi du lịch đó, để ba lô là vừa luôn nhé. Thu gọn của nó chỉ có 45cm thôi, 45cm. Phôi carbon sẵn gần gút, phen của nó là phen Fuji, bass của nó là bass Zodiac. Càng rất là đẹp luôn. Độ mới của cây này thì nó gơ tầm khoảng 95% nhé, rất là mới. Đây một cây hàng dùng lướt của Nhật về nhé, hàng dùng lướt của Nhật về. Rất là mới nha mọi người. Độ xuất sắc thì rất ít luôn. Cần rất là đẹp. Thì cây này nó dài là 2m1, nặng là 120g, thu gọn là 45cm. Đọt của cây này sẽ là 1 ly 7 mọi người, đọt 1 ly 7. Và cây này nó lua từ 7 đến 21g. Lai từ 8 đến 16 lb. Và cây này nó độ cứng là M nha mọi người, độ cứng tương đương với M và hàng được sản xuất tại China. Và số những cây cần Adrian nè, Zodiac nè, đa phần nhà máy đặt ở China hết nha mọi người. Đó. Rồi, giá cây số 2, giá là 3 triệu nha mọi người, 3 triệu cây số 2. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 vẫn vậy, vẫn là một cây cần Shimano Zodiac. Cây này là cây cần máy đứng nha mọi người. Đó. Cây số 2 cây máy ngang và cây này cây máy đứng. Nó có định vị nè, định vị lóng nè, đó. Phôi cũng vậy, phôi là phôi sáng nhất nha, phôi sáng nhất. Phen vẫn là phen Fuji, đó. Phôi sáng nhất rất là đẹp, cu chống sẵn, định vị lóng đầy đủ ha. Thì cây này nó dài 1m93 người, dài 1m93, thu gọn vẫn là 45cm, nặng là 105g. Đó. Càng rất là đẹp. Ngoại hình cái này ra tầm khoảng 95% nhé. Đọt của cái này sẽ là 1 ly 5. Đọt 1 ly 5. Và cái này nó lua từ 3 đến 10 gram, tải dây từ 3 đến 6 lb. Và cái này nó chuyên về cho anh em nào câu chẽm. Câu chẽm là ok nhất. Nên câu lóc thì sẽ câu mồi giả nhé. Thì độ cứng cái này tầm khoảng L thôi. Độ cứng L thôi. Đó. Rồi, giá công khai cây số 3, giá cũng là 3 triệu nha mọi người, 3 triệu cộng ship cây số 3. Tiếp theo cây số 4.
Cây số 4 lên tiếp người là một cây cần của Tây Quốc. À, một cây của hãng Tây Quốc. Thì vẫn còn túi đi theo cần mọi người, túi zin. Thì cây này một cây hàng dạng hàng trưng bày thôi. Đó. Đây. Có miếng ni lông ở đây vẫn còn. Miếng lông ở đây vẫn còn. Phôi là dạng carbon sẵn nhé, sẵn chìm, sẵn hai da, sẵn nổi nè, à, sẵn quân, à, rất là đẹp. Cán là cán gỗ nè, à, đây nó có chạm khắc nè, hoa quân nè. À. Phen của nó là phen Pulsisit nha mọi người, phen này là phen Pulsisit, à, à, buộc chống sẵn. Thì Tay Quất là một hãng khá nổi tiếng nha mọi người. Sẵn gần gốc nha. Thì cây này vẫn được sản xuất tại China, xuất cho thị trường Nhật nha mọi người. Đó. Đây gọi mọi người. Và quăng nó khắc chỗ cán này rất là đẹp. Thì cây này nó dài là 1m65, nặng là 101g và thu gọn cũng là 45cm. Cây này đọt của nó là 1.7 mọi người, đọt 1.7. Đó. Thông số tải mồi của nó sẽ là Lumax sẽ là 10g nha mọi người, 10g và Lightmax của nó là 8lb. Cây này vẫn chuyên về nên là câu chẽm nhé, câu cá chẽm, câu mồi giả, câu lóc. À, rất là thuận tiện. Phen rất là đẹp. Rồi, giá công khai cây số 4, giá là 2.8 người, 2.8 cây số 4. Tiếp theo qua đây. Tiếp theo là cây số 5. Cây số 5 sẽ lên cho người là một cây càng của Majorap. Thì cây này còn túi nhá, túi dạng túi cứng. Cái túi này không mua tầm khoảng 500 này, 4-500 này. Đó. Thì đây là một cây càng Majorap máy ngang. Đó. Một cây Majorap máy ngang. Phen của nó là phen bóm, mà là phen xít nữa người, phen full xít, phen bóm. Càng tổng thể ngoại hình thì còn rất là đẹp luôn. Ừ. Bát của nó là bát Pussy. Bát Pussy. Phen là phen Pussy Sheet. Ừ. Độ cứng của cái này là độ cứng M nha mọi người. Độ cứng là độ cứng M. Dài là 1m. Để xem, thông số xem. Cái này nó dài. Nó dài là 1m98 nha mọi người. Dài 1m98. Tổng thể ngoại hình có xây sát ít thôi. Đó. Khoảng gọi lại rất là đẹp. Dài 1m98, nặng là 130g, đọt của nó là 2 ly nhé, đọt 2 ly, nặng 130g. Và cái này nó lua từ, tải mồi lua từ 7 đến 21g, tải dây từ 10 đến 16lb. Đó, phen rất là đẹp nhé, phen xít. Đó, hàng vẫn là hàng 4 khúc, đó, cái này anh em về để ba lô, đi câu du lịch, đi xa, đó, rất là tiện gọn nhé. Rồi, giá công khai cây số... 5, giá là 2.000.000 người, 2.000.000 cộng ship cái số 5. Tiếp theo cái số 6. Cái số 6 lên cho người vẫn một cây càng của Minecraft. Đó, cây này vẫn còn túi nhá. Túi cứng nha mọi người. Đó, túi cứng luôn. Với túi này thì anh em có thể để tầm khoảng 2 cây là bình thường. Thì đây là một dòng càng Minecraft có tay. Cortex. Đây. Dòng Minecraft Cortex. Thì cái này nó dài là 2m88 người, dài 2m88. Loại này thì chuyên về cho anh em câu lóc, câu gần. Đó. Thì anh em có thể câu chép cũng được, cũng rất ok. Phen của nó là phen K và là phen xít mọi người, phen xít. Mấy cái này đời mới bây giờ thì nó sẽ là phen Pussy thường thôi, chứ không được phen xít như thế này đâu. Đây là phen xít nhé. Phen này đề ba tầm khoảng 40 luôn đó mọi người. Phen đề ba rất là đẹp. Tổng thể ngoại hình thì cái này ra tầm khoảng 95%, rất là đẹp. Cản là cản bạc khúc cản thở, bát là bát Pussy. Thì Majorap được sản xuất tại China nha người. Cây được sản xuất tại China, xuất cho thị trường Nhật nhé. Đó. Thì đa phần Majorap sẽ được sản xuất tại China hoặc là Việt Nam thôi, chứ không phải là hàng nội địa nha mọi người. Đó. Phen rất là đẹp, ngoại hình rất là đẹp nhé. Thì cái này dài 2m88, ngọn 1.8 ly, nặng 150g.
và cái này tải mồi từ 10.5g đến 30g nha mọi người, tải mồi từ 10.5g đến 30g và mồi tải tải dây từ dây B 0.8 đến B số 2 và tải lai từ 8 đến 12 lực 14 lb nhé. Với 30g thì anh em có thể câu nhé, thiệt là thả ga rồi, câu nhé thiệt là vuột tư, hàng rất là đẹp, nguyên zin nhé. Rồi giá cũng hai cái số 6, giá 2.3 nha mọi người, 2.3 cây số 6. Tiếp theo qua đây, tiếp theo là cây số 7. Thì cây số 7 lên cho người là một cây cần UL, một cây cần XUL. Thì đây là một cây cần ban, một cây cần ban thương hiệu nội địa Nhật nhé. Một cây cần ban, bát của nó là bát gỗ nè, đẹp miễn bàn nhé, rất là đẹp. Và cái này chuyên về cho anh em nào dạng câu câu suối, câu cảm giác, anh em câu tôm đây, đọt rất là dẻo. Và cây này được làm từ bột phôi là phôi lát người, dạng phôi sợi thủy tinh và dạng cao cấp á, nên là cần cầm rất là nhẹ và nảy nha. Đây đó, cần thì tổng thể của hình nó ra tầm khoảng 92-93% nhé, cần rất là đẹp. Dài thì cái này dài là 1m38 người, dài 1m38, phen là phen Fuji, phen là phen Fuji, bu là bu trong sáng. Cái này nặng là 80g, đọt 1.7 ly. Thì cái này lua từ 1.5g, từ 1.5g đến 5g, từ 1 đến 4 lb nha mọi người. Lua từ 1.5 đến 5g, lai từ 1 đến 4 lb. Ngoại hình cái này còn khá là mới luôn, một cây ban chuyên về cho anh em lưu sủi nhé, lưu sủi câu cảm giác, càng thì phôi rất là nảy rồi, phôi lát nảy và rất là xịn nhé, phôi này cực kỳ cứng luôn, dạng bền đó, độ bền rất là cao, cầm này cầm rất là nảy nha mọi người. Rồi giá công khai cây số 7, giá 3.000.000 nhé, 3.000.000 cây số 7. Tiếp theo cây số 8, cây số 8 lên tiếp người là một cây cần thương hiệu ban. Đây một cây ban hàng nội địa nha mọi người, cây dừa, cây cọ. Phen của nó là phen Fujitsu nè, phen Fujitsu. Phôi là phôi carbon. Cản là dạng cản 3 khúc đề cao. Đó, bát là bát Fuji. Thì tổng thể cần thì nhìn khá là ok. Đó, nó có quai quét xước. Để hồi shop soi nước xước cho mọi người xem. Đây, phen là phen xít nha, phen rất là đẹp. Bu chống sẵn. Đây, dạng xước chốc sơn thế này đây, chỗ này dạng xước găm, xước chốc sơn nha mọi người. Mấy cái này về anh em câu chẽm nè, câu mồi giả nên câu chép cũng rất ok ha. Đây, để xước cái này đó, dạng xước sơn thôi nha mọi người, do trong quá trình vận chuyển về nhiều cần á là xước thôi. Cần tổng thể nhìn cũng rất là ok, phen là phen Fujitsu, bát là bát Fuji. Thì cây này dài là 2m88, ngọn 2 ly, nặng 110g. Thì cái này nó độ cứng là tương đương với L. Thì nó tải mồi từ 5.25g đến 14g, tải dây từ 6 đến 12 lb. Giá công khai cây số 8, giá 1.500.000 người, 1.500.000 cây số 8. Tiếp theo cây số 9. Thì cây số 9 vẫn vậy, vẫn là một cây cần thương hiệu nội địa Nhật, một cây cần ban. Thì cây này còn tuổi luôn nha mọi người, cây này còn tuổi luôn. Đó. Độ cứng vẫn là độ cứng L. Phen của nó vẫn là phen Fujitsu. Đó, phen Fujitsu nhé. Bát của nó là bát Fuji nè. Bát Fuji. Phen xít bát Fuji. Thì cây này có xước sắc nhiều nha mọi người. Xước sắc nhiều đây. Đó. Thì cây này chuyên về cho nên là câu chép, câu cảm giác, lô màu giả. Đây, xước sắc nhé. Được cái phen giúp thôi, cái này rất là chắc. Phen xít nhá, rất là đẹp. Bu nó này, bột xít luôn. Đây. Trên này nó xây sát nè. Đây, xây sát thế này. Đó. Thì cần xây sát thì shop sẽ bảo mọi người xây sát nhá. Chân keo đây. Đó. Cần rất ok nhá. Đây, cần xây sát nữa rồi. Vì cái này shop bán cũng dạng thành lý luôn.
đây xây xác. Thì cái này nặng là 155 gram, dài 1m8, dài là 2m58, ngọn 1 đi 8. Thì cái này độ cứng tương đương với tầm khoảng L, nó tải mồi từ 7 đến 21 gram, tải dây từ 8 đến 16 lb, giá công khai cây số 9, giá 1.200.000 người, 1.200.000 cây số 9, cây cần nội địa, giá cực kỳ ok luôn. Tiếp theo qua đây, là những cây cần Shimano mà Judas. Tiếp theo sẽ là cây số 10, cây số 10 lên tiếp người một cây cần Shimano Judas. Thì cây này còn tuổi nhá, cây này còn tuổi. Phôi cũng vậy, phôi của nó là phôi Hyperwave trong người carbon sáng ít của nhà Shimano đây, rất là đẹp. Thì cây này dài 1m92, độ cứng của cây này là cứng UL người, độ cứng UL chuyên về cho anh em nào có cảm giác nè, câu cảm giác, câu mồi giả. Để coi cái này mà anh em về đánh cá chẽm, cá leo thì khỏi bàn, rất ok luôn. Đây, sẵn gần guốc nha, câu lóc, câu cá sắt, phen là phen Fuji nha mọi người, phen là phen Fuji hàng nguyên zin. Còn túi ngoại hình cái này ra tầm khoảng 90-93% mọi người, rất là đẹp. Độ xước sát thì không có nhiều, khi cần thì báo shop, shop chụp hình cận cảnh cho mọi người xem nhé. Thì cái này dài 1m92, ngọn 1 ly 4, nặng là 88 gram, độ cứng là độ cứng UL và tải mồi từ 2 đến 7 gram, tải dây từ 3 đến 5 lb, và cái này sản xuất tại China, giá công khai cây số 10, giá 1.700.000 người, 1.700.000 cây số 10. Ngọn UL tương đối dịu nhá, dịu và có độ đẩy vì phôi này phôi Hyperwave, phôi rất là chắc nha. Rồi giá một số 10, giá 1.700.000. Tiếp theo cây số 11, lên cho người vẫn một cây cần máy đứng. Thì đây vẫn là một cây cần của Shimano Sundiap. Đây. Phôi vẫn là phôi Hyperwave nè, và cầm một số ít nhé. Đây. Số ít. Rất là đẹp luôn. Phen là phen Fuji, thôi các bạn sẵn ít, phen là phen Fuji, bu chống sẵn nha mọi người, bu chống sẵn. Bát là CI4+ nha mọi người, bát CI4+, bát đời mới của Shimano, càng rất là đẹp, khỏi, không có gì phải chê về càng hết, thôi là khỏi bàn. Thì cây này dài 1m92, độ cứng của nó độ cứng ngang L đúng không này, độ cứng ngang L, cứng hơn cây số 11 tí. Và cây này nó nặng là 90 gram, đọt 1 ly 3, tải mồi từ 3 đến 10 gram, tải dây từ 3 đến 10 gram, tải dây từ 4 đến 8 lb. Rồi giá công khai cây số 11, giá 1.800.000 ngay, 1.800.000 cây số 11. Và cây này về cho anh em nào cục chẽm con bằng giả nhé, rất ok luôn, có cảm giác. Tiếp theo cây 12, 12 vẫn vậy, một cây cần Shimano Sundiap, một cây cần máy ngang, đó, một cây cần máy ngang. Phôi cũng là phôi carbon sáng ít nè, phôi Hyperwave nhà Shimano. Phen cũng là phen Fuji nhé, phen là phen Fuji, bát CI4+. Phôi carbon sẵn nha mọi người. Rất là đẹp. Con này cắt khỏi bàn, bu bu trống sẵn. Cây này máy ngang, độ cứng là độ cứng M, dài 1m80, dài 1m98, độ cứng M. Đó. Độ cứng M này thì anh em có thể cái cô nhá thiệt cái vô tư rồi, cậu nhá thiệt rất ok. Đó. Tương đối cứng rồi. Và nặng là 100 g, độ 1 ly 7, độ cứng tải mồi từ 7 đến 21 g, tải dây từ 10 đến 20 lb. Đó, giá công khai cây số 12, giá là 1.800.000 luôn nha mọi người. Cây số 12 giá 1.800.000,
một cây dài 1m98, đọc tiếng M, cây số 12, 1.8. Tiếp theo cây số 13. Cây số 13 lên tiếp ngờ một cây càng chun đát. Đó. Thì cây này nó dài là 2m11 nha người. 2m11, độ cứng là độ cứng H. Dài 2m11, độ cứng H, chuyên về cho nên là săn hàng. Phôi cũng vậy, phôi là phôi Hebo-X, phôi còn sẵn hài dài nhé. Sẵn ít. 2m11, chuyên về săn hàng. Đó. Cái này anh em về có thể câu lóc gừng, câu lóc bông. Đó. Câu mấy con cá leo tầm khoảng 10kg, 11kg, vô tư luôn. Cái này tương đối cứng, săn hàng. Đánh giá thiệt. Shimano mấy ngang nha mọi người. Đây, còn rất là mới nha, độ mới cái này ra tầm khoảng 93-95% nha mọi người, rất là mới. Thì cái này nặng là 115g, dài 2m11, đọt 1.9 nha. Cần tương đối cứng, tải mồi từ 12-42g, tải dây từ 12-25 lb, giá công khai cây số 13, giá 1.9 nha mọi người. 1.9 cây số 13, sẵn ngăn quốc nha, rất là đẹp. Qua đây. Và tiếp theo cây số 14. Cây 14 lên mọi người vẫn một cây cần của Shimano. Thì cây này một cây cần Shimano Zendiac đời 2020, và cản là của nó bây giờ là làm cản monogue nha mọi người. Đây, carbon, cản là cản carbon luôn nhé. Phôi thì vẫn vậy, phôi vẫn là phôi Shimano Hypo-X, phôi là carbon sáng ít. Phen thì phen của nó là vẫn là phen Pusi nha người, phen Pusi, nhưng mà chân của nó đi là sẽ là chân đen. Dạ, anh em hay nói là chân xám nè, khác nhau nhé. Thì nó đời cao rồi, nó đời cao hơn thì đương nhiên nó sẽ những công nghệ mới nó sẽ để qua cây cần. Bát của nó đây, bát cũng là bát Sonyas, bát CI4+. Thì cây này dài 1m98, độ cứng làm độ cứng ML, độ cứng là độ cứng ML. Phôi rất là đẹp nhá. Khỏi bàn, bu là bu chống sắn, bu này là bu xít những người, bu là bu xít, bu chống sắn, bu xít. Cho mọi người xem, cần thì ngoại hình nó ra tầm khoảng 93-95% nhé, rất là đẹp này. Cầm cái cần trên tay thì rất là nhẹ luôn. Sẵn là sẵn tiết, rất là đẹp. Máy ngang nhé, máy ngang dài 1m98, độ cứng M, đọt 1.6, nặng là 100g nhé, nặng là 100g. Thì cái này nó lua từ 5-15g. Từ 5-15g, thích hợp cho anh em nào câu mồi giả nhé, câu mồi giả, câu cá chẽm, cá lóc, và like từ 7-12 lb. Giá công khai cái số 14, giá là 2.3 triệu người, 2.3 triệu cái số 14, một cây hàng gấp ok. Tiếp theo cái số 15, cái 15 vẫn vậy, vẫn là một cây cần Sutias Shimano đời 2020, cản vẫn là cản carbon nha người, cản carbon. Và cây này nó sẽ cứng hơn một tí, chuyên về cho nên là sẵn hàng. Cây này dài là 2m11, độ cứng là độ cứng MH. Phôi cũng vậy, phôi rất là đẹp, phôi là Hypo-X, phôi sẵn ít hay da. Ngoại hình ra tầm khoảng 93-95%. Cực bò sẵn ít nha. Xước thì không có vết xước gì nhiều đâu mọi người, nếu có xước thì chỉ có vài vết xước như lông mèo thôi, nhỏ nhỏ ha. Tổng thể còn lại rất là đẹp. Cần là khỏi và hai vàng. Rất chi ok ha. Máy ngang rất là đẹp. Cản đây rất ok. Thì cái này nặng là 108g,
độc 1 đi 6, dài 2m11. Và cái này nó lua từ 10 đến 30 g, lai từ 10 đến 12, từ 10 đến 20 lb nhé. Giá công khai cây số 15, khai cây số 15, giá là 2,4 triệu nha người. Đó, 2,4 triệu cho cây số 15. Quên. Đó. 2,4 triệu cây 15. Tiếp theo là tiếp người cây số 16. Cây số 16 lên tiếp người là một cây cần của Shimano. Thì đây là một cây cần Shimano Cadiz nhé, một cây Shimano Cadiz. Một dòng cần cột suối, câu cảm giác cho anh em nhé. Đó. Bát của nó là bát gỗ này, bát gỗ cán là cán bằng, cán còn rất là liền nha mọi người, liền mặt, nó không có lỗ nhăm nhăm nhá, rất là ít đây. Đó, cán bằng Shimano Cadiz, cán thì đẹp đây, đẹp miếng ba phôi sáng ít nhá. Phen của nó là phen Pulsisit nha người, phen Pulsisit bù chống sáng. Thì đây một cây cần chuyên về cho anh em lua suối nên cần nó khá là dịu, chuyên về cho cảm giác luôn. Khá là dịu, cần thì đẹp khỏi bàn, rất là đẹp. Ngoại hình cái này ra tầm khoảng 93% nhé. Cây được sản xuất tại Indonesia, dài 1m68 người, dài 1m68, nặng 90 g, đọt 1 ly, đọt 1 ly 3 nhé, đọt 1 ly 3. Và cái này nó lua từ 0.8 đến 25 g, nó tải rất là nhẹ luôn. Và nó lai từ 1.5 đến lai B, dây từ 1.5 đến 3 này mọi người, 1.5 đến 3 lb. Cá là mềm, khá là mỏng, đánh bao cảm giác luôn. Đó, cái tàu công cũng vậy nhé, càng rất ok. Rồi, giá công khai cây số 16, giá là 2,6 triệu người, 2,6 triệu cây số 16. Tiếp theo cây số 17 lên tiếp người quẳng một cây cần chuyên về lũ suối. Thì đây là một cây cần Shimano trói quanh Benso. Đó. Cán nó là cán bằng, bát cũng là bát gỗ nha, cán là cán bằng, bát gỗ. Phen là phen Pulsisit nhá, phen là phen Pulsisit. Phôi của nó là phôi carbon, và cần cũng được sản xuất tại Indo. Đó. Thì cây này dài 1m8 nha mọi người, dài 1m8, dài 1m8, đọt của nó là 1 ly 4, nặng là 88 g. Phen là phen Pulsisit, bù chống sẵn, hàng Nissin nhé. Thì cái này lô quẳng vậy, lô từ 1 đến 3 g, 1.5 đến 3 g, nay từ 3 đến 4 lb. Đó. Cần được sản xuất tại Indo. Shimano Choi Wan. Đó. Chuyên lưu suối nha. Cần UL chuyên lưu suối. Đây, đó, thông số. Rồi, giá công khai cây số 17, giá 1,8 triệu người, 1,8 triệu cây số 17. Tiếp theo cây số 18. 18 lên cho mọi người là một cây cần của hãng Farmwit. Hãng của Mỹ nha người. Đó. Thì đây một cây Farmwit cán bằng, phen là phen Pulsisit, sứ rất là dày và bự nữa mọi người. Đó. Phôi là phôi carbon. Thì cái này vẫn chuyên về cho anh em nào lua suối câu cảm giác, nếu anh em có thể câu khanh câu cháp cũng rất ok nhé, vì đọt cái này nó khá là dịu, khá là nhạy cá. Ủa cái này. Đó. Phôi của nó là phôi carbon, keo chỉ thì nguyên zin, từ A đến Z hết. Đây, đây. Fabric nha. Thì cái này sản xuất tại Taiwan trong này, Đài Loan. Cán là cán bằng. Thì cái này nặng 100 g, đọt 1 ly 6, dài 1m98. Và cái này nó lua từ 3.5 g đến 10.5 g nhé, lai từ 4 đến 10 lb. Giá công khai cây số 18, giá là 1,2 triệu nha mọi người, 1,2 triệu cho cây số 18 đây. Đọt nó khá là dịu nha. Đây, test luôn, công chữ C cho mọi người nhé. Theo qua đây. Và đây là ít cây cần nội địa nữa. Thì đây tiếp theo cây số 19. 19 là tiếp mọi người một cây cần nội địa, một cây cần của hãng Bang, hãng nội địa Nhật nha mọi người. Đó. Cây cọ. Một cây hàng nội địa Nhật,
hàng khá nổi tiếng của Nhật. Thì đây là một cây cần banh hàng nội địa Nhật. Bát của nó là bát Pusi nè, bán tầm bát Pusi. Phen của nó là phen Pusi Sit, phen Pusi Sit, phen cà nha mọi người. Phôi là phôi carbon. Càng rất là đẹp này, càng đẹp miếng băng. Mấy cây nội địa này phôi rất là chắc nha mọi người, phôi rất là chắc và độ nảy rất là cao luôn. Phen Pusi Sit nhé, buộc trong sẵn. Thì cây này dài là 1m95 mọi người, dài 1m95. Đọt của nó là 1 ly 6, nặng là 90g. Đọt 1 ly 6 nặng 90g. Độ xước sát thì rất ít luôn. Có quay điểm xước sát giống như thế này, dạng xước lông mèo nè. Thấy không? Phần còn lại rất ok. Phôi ở đây. Bắt là bắt cán băng, dạng bắt đề cao. Nhìn thì xài rất là đẹp cây cần. Và cần rất là nhẹ luôn, chỉ có 90g thôi. Độ cứng cái này là độ cứng ML nha mọi người, độ cứng ML. Thì cho anh em luôn lóc luôn chạm thả ga nhé. Hãng băng, hãng là điện Nhật. Và cái này nó lua từ 3.5g đến 10g, line từ 4 đến 10 lb. Đó. Rồi, giá công khai cây số 19, giá 2.6 này, 2.6 cây số 19. Tiếp theo cây 20. Cây 20 quẩn quậy, cây 20 quẩn lên cho người một cây cần ban. Hàng nội địa Nhật. Ngoại hình của cây ban này ra tầm khoảng 93% nhé. Phen vẫn là phen Pusi, phen Sit. Phôi đây, phôi vẫn là phôi hai da nha mọi người. Bát tầm bát Pusi. Phôi mấy cây ban này chắc khỏi bàn. Đánh mấy cái này thì không sợ đụng hàng luôn đó. Hàng nội địa buộc chống sẵn. Thì cây này nó dài là 2m19 người, dài 2m19, đọt 1 ly 6, nặng là 112g. Và cái này vẫn là độ cứng ML nha mọi người, độ cứng ML. Cái này rất là đẹp luôn đó. Ít xước sát. Bát đây đó. Thôi chỉnh. Và wow, cái này nó tải mồi từ 4 đến 12g. Tải dây từ 4 đến 12 lb. Đó. Thôi khó khăn, rất là đẹp. Rồi, giá công khai cái số 20, giá là 2.7 nha người, 2.7. Chuyên về cho anh em câu chép, câu chẽm. Câu lóc rất là đẹp. Tiếp theo cây 21. Cây 21 lên cho người một cây cần Abu, thì cái này shop thanh lý. Thì đây một cây Abu Hosting máy đứng nhé. Abu Hosting máy đứng. Phôi là phôi nano carbon. Đây, phôi nano carbon. Đó. Tem Abu, tem vàng. Phôi nano carbon thì khỏi bàn. Sắn là hai da nè, dạng sắn, sắn quăng luôn rồi. Sắn rất là đẹp. Bát là bát Pusi luôn nhé. Bát là bát Pusi. Thì cái Abu này được sản xuất tại China, xuất cho thị trường Nhật nha mọi người. Sẵn nha mọi người, sẵn găng guốc. Hộp nóng đây. Keo chỉ thì tất cả ok hết nha. Và cây này tại sao shop lại thanh lý? Đây, cái định vị chỗ này. Đó. Gắn vào đây thì nó sẽ quay ngược lại so với cái này nha. Thường nó sẽ quay như thế này. Không biết cái này sao mà lại quay ngược. Đó. Đây, quay ngược nhé. Sao thì mình báo vậy thôi. Và cái này nó nặng là 100g, độ 1 ly 5, dài 1m95 người. Và cái này nó độ cứng là ML. Độ cứng của nó là ML. Thì nó sẽ tải mồi từ 1.75g đến 8.75g, tải dây từ 4 đến 12 lb. Giá công khai cái số 21, giá 1.2 người, 1.2 cái số 21 nhé. Đó. Tiếp theo cái số 22. Cây 22 lên tiếp người một cây cần Abu. Thì cây là một cây cần Abu Hurtin, còn túi luôn nhé. Phôi vẫn là phôi nano nha người, phôi vẫn là phôi nano. Phôi nano. Sẵn găng guốc nhé.
Phen là phèn Pusi nha mọi người, phen là phèn Pusi. Bát vẫn là bát Pusi. Phèn phôi rất là đẹp. Phèn Pusi nhé. Hàng nguyên zin chỉnh. Thì cây này cứng là độ cứng của nó là ăn lờ mọi người, độ cứng ăn lờ, chuyên về chỗ này mà câu chẽm. Đó. Câu lóc mà giả. Đánh cảm giác. Đó, lua lóc dịch vụ. Đây, định vị của nó đây. Đó, ghim vào là dính. Đây. Đó. Thì cây kia nó bị ngược thì shop bán thanh lý. Cây này nó chuẩn hàng thì bán chuẩn hàng thôi nhé. Thì cây này thì thông số của nó đây, còn tuổi luôn. Thì cây này nó dài là 1m93. Đó, 95% carbon, nặng là 95g. Đọt của nó là 1.4 L. Và cái này nó tải mồi từ 0.87g đến 7g nha mọi người. 0.87g đến 7g, tải dây từ 2.5 đến 8 lb. Rồi, giá công khai cây số 22, giá 1.6 triệu mọi người, 1.6 triệu cây số 22. Tiếp theo cây số 23. 23 lên cho người một cái căn Micrograb. Micrograb nhé. Thì cái này nó là một cái cần Majorap cứng UL, chuyên về cho anh em có cảm giác cần máy đứng. Bát của nó là bát Pusi nha mọi người, bát của nó là bát Pusi đây. Đó. Rất là đẹp. Phen này, phen là phen Pusi Sit nhá, phen là phen Pusi Sit. Cần thì chuẩn rồi. Đẹp, loại hình tầm khoảng 93-95%. Rất là đẹp luôn. Bộ trống sẵn nè. UL. Đó. Dài 1m8, cứng UL. Đó. Chuyên về cho anh em nào thích câu cảm giác nhé. Đây, test đọt cho người xem luôn. Và cái này nặng là 95g, đọt 1.5 L, dài 1m8. Thì cái này nó tải mồi từ 0.87g đến 5.2g, tải dây từ 3 đến 6 lb. Giá công khai cái số 25, giá là 1.5 triệu người. Đó, 1.5 triệu cái số 25, một cây UL chuyên về cho anh em cảm giác cầu chẽm nhé. Câu hanh của cháp đánh mấy cái này cũng gấp êm luôn đó. Tiếp theo cây số 23, cây số 24 lên cho mọi người một cây cần thanh lý. Thì đây một cây cần Majorap đây nha mọi người. Đó, một cây Majorap đây, hàng thanh lý. Phôi là phôi carbon nè. Sẵn gân guốc nhé. Carbon bát, phen là phen Pusi, phen loại xám, bát của nó là bát Pusi. Keo chỉ thì cái này ok hết nha mọi người, phen Pusi nhé, bộ chống sẵn. Thì cái này độ cứng của nó là độ cứng M mọi người, độ cứng là độ cứng M. Đó, dài 1m92, độ cứng M dài 1m92. Thì chuẩn que đánh nha thiệt coi. Đó. Vì sao cái này thanh lý đây? Chỗ này nó bị chóc keo luôn rồi. Đây. Chóc keo nó bị lem đây. Đó. Xấu thôi chứ không ảnh hưởng gì. Anh em nào mua về mà không quan trọng ngoại hình á, để câu thì ok. Đó. Đây, bị chóc keo nhá. Thì cái này nặng là 140g, đọt 1.7 L, dài 1m92. Thì cái này lua từ 7 đến 21g, chuẩn về cho anh em câu lóc nhé. Like từ 10 đến 16 lb, giá công khai cây số 24, giá là 1 triệu người, 1 triệu cộng ship cây 24. Tiếp theo cây 25. 25 lên tiếp cho mọi người một cây cần Majorap. Một cây Majorap laser. Phen là phen Pusi Sit, phen bóm. Đó. Bát là bát Pusi. Một cây cần sẵn hàng, độ cứng là độ cứng MH nha, dài 1m89, độ cứng MH, thích hợp cho anh em nào câu cái địa hình mà gặm gạp á, anh em muốn câu cần cứng. Đó, lấy cái này buông là buông trống sẵn nha mọi người, buông trống sẵn. Ngoại hình cái này ra tập khoảng 95% nhé, 95%. Càng rất là đẹp. Rất ok nhé. Đây, cần siết nha mọi người. Đó. Đây.
Thì cái này dài 1m89, độ 2.2, nặng là 35 g. Và cái này độ cứng là MH, thì nó sẽ tải moi từ 7 đến 28 g, tải dây từ 12 đến 20 lb. Giá công khai cây số 25, giá 1 triệu 6 rồi. Đó, 1 cây triệu 6 với cây số 25 thì về cho anh em săn hàng. Tiếp theo cây số 26. 26 lên tiếp người vẫn một cây máy ngang. Thì cây này cây hàng của Abu đó người, hàng của Abu. Thì đây là một dòng Abu Hurting, dòng Tinger nha mọi người. Thì dòng Tinger thì đặc điểm của nó là cấp bass vẫn có tiếng rắc nè. Đó. Và phôi của nó vẫn là phôi đẹp nha mọi người, phôi sẵn quần. Rất là đẹp nha. Phen là phen Pulsisit nhé, sẵn quân phen Pulsisit. Đây hàng Abu dòng hot tin tin cơ đẹp nhá này. Đây phen nó đây phen sit nhá, bu chống sẵn. Thì hàng chuẩn nguyên zin nha mọi người, hàng chuẩn nguyên zin. Thì cây này dài là 1m98 nha mọi người, dài 1m98. Đọt 1.7, nặng là 130 g. Thì cái này nó độ cứng là độ cứng M, thì tải moi từ 5.21 g đến 21 g. Từ 5.2 đến 21 g. Tải dây từ 8 đến 20 lb, giá công khai cây số 26, giá 1 triệu 6 người. 1 triệu 6 cái cây số 26. Tiếp theo cây số 27. 27 vẫn vậy, một cây cần hàng Tinger. Thì cái này còn tuổi nhé, cây này còn tuổi, dòng Abu tem vàng. Thì đây là một cây cần máy đứng nhé, và tiếng rắc của cái bát, cái này nó che nghe rất là lớn nè. Đó, bát nó tiếng rắc nhé, nghe rất là đã. Và phôi nó đây, phôi dạng phôi trắng quăng nhá. Phen là phen Pulsisit. Phen Pulsisit. Rất là đẹp. Thì cây này độ cứng của nó là độ cứng ML nha mọi người. Dài 1m98, độ cứng ML. Độ cứng rất là chuẩn cho anh em săn hàng. Săn chẽm nhá, săn chẽm, săn lóc. Phôi sẵn nha mọi người. Dính keo thôi. Đó. Bò sẵn gần gút, phen xít, bút trống sẵn. Và cái này đọt của nó là 1.4 ly, nặng 119 g, tải mô từ 1.7 g đến 10.5 g, tải dây từ 5 đến 10 lb. Đó. Căng thì rất là đẹp. Và cây số 27 giá công khai là 2 triệu người. Đó, 2 triệu cây số 27. Đó. Thì anh em cần thì báo mình chụp hình cận cảnh lên cho xem nhé, càng rất ok và đẹp nhé. Tiếp theo cây cuối cùng. Cây cuối cùng là một cây cần mai da ráp. Đó. Thì cây này cũng nặng thanh lý luôn. Thì đây một cây cần mai da ráp. Lai tai gì nè. Đó. Thì một cây mai da ráp hàng thanh lý. Thì cần thì rất là đẹp này. Đó. Phen này, phen xít nhá, phen micro. Foil là foil nano carbon. Bát của nó là bát Pussy. Đây, bát Pussy. Thì cái này dài của nó là 2m88 người. Dài 2m88, đọt 1.9 ly. Dài 2m88, đọt 1.9 ly, cứng MH. Và cái này nó tải mồi từ 12, từ 7 đến 28 g. Lai từ 7, từ 12 đến 20 lb. Thôi nano. Đó. Cần thì rất là đẹp. Đó. Đây, phen micro nhé. Và cái này nó chỉ có bị xước cái này đây. Do trong quá trình vận chuyển của em nó bị xước, xước nhầm cái này. Đó, thấy không? Thì hết bản thanh lý luôn. Nói chung thì không ảnh hưởng tới phôi đâu. Nó chỉ xước lớp xương bóng thôi. Đó. Nói chung nó mắc cái thẩm mỹ một tí. Thì anh em nào mà đánh mà không quan trọng ngoại hình á, thì đây, lấy cái này về đánh rất là chuẩn nha mọi người. Chuẩn quay em luôn. Phen micro nhé, cần ngoài cái chỗ đó ra thì tổng thể cần còn rất là đẹp. Bát thôi rất là chuẩn luôn.
Đó. Cây này còn tối luôn, tối zin luôn á. Test độ cứng cho mình xem. 2m8 hay 2m28 thì anh em về đánh lóc là thả ga luôn. Đó, cứng mờ ha. Rồi, trả công khai cái số 28, giá 1.800.000 người, 1.800.000 cái số 28. Rồi, đó tổng cộng 28 cái căn sắp lên mọi người hôm nay. Mọi người ưng có thể chốt để số điện thoại shop tự động liên hệ với mọi người nhé. Rồi, cảm ơn mọi người.